Nhà báo Hàn Ni trình báo khẩn cấp bà Nguyễn Phương Hằng đe dọa giết người. Chiều ngày 22 tháng 11, bà Hàn Ni cho biết đã trình báo khẩn cấp đến Công an thành phố Hồ Chí Minh và địa phương về việc trong ngày 21/11 bà Nguyễn Phương Hằng đã livestream tuyên bố sẽ truy cùng đuổi tận nhà báo Hàn Ni. Chiều ngày 22 tháng 11, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Hàn Ni, báo Sài Gòn Giải Phóng, cho biết trong ngày bà đã gửi đơn trình báo khẩn cấp đến Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an P. Tân Thuận Đông, Quy 7, thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi đe dọa giết người của bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Khu Du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Tối ngày 22 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, PC02, xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo, cũng như đề nghị được bảo vệ của bà Hàn Ni. PC02 sẽ xem xét giải quyết theo quy định pháp luật. Trong đơn trình báo, bà Hàn Ni nêu, sau khi bà gửi đơn đến Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về các hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bà Hàn Ni liên tục bị đe dọa từ những người lạ tự xưng là fan của bà Hằng. Đến ngày 6 tháng 11, bà Hàn Ni có đơn đề nghị được áp dụng biện pháp bảo vệ gửi tới Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương. Đến chiều ngày 16 tháng 11, bà Nguyễn Phương Hằng cùng khoảng 20 người đi theo bà Hằng đã tới trụ sở báo Sài Gòn Giải Phóng, Quy 3, thành phố Hồ Chí Minh, đòi gặp bà Hàn Ni. Tuy nhiên, bảo vệ tòa nhà không đồng ý cho vào. Chiều ngày 21 tháng 11, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục livestream và liên tục đe dọa nhà báo Hàn Ni. Trong đơn trình báo khẩn cấp, bà Hàn Ni cho biết những nội dung đe dọa đánh, giết nhắm vào bà được bà Hằng nhắc đi nhắc lại liên tục trong cả buổi livestream. Vì vậy, bằng đơn này, tôi trình báo đến cơ quan công an và đề nghị cơ quan công an có biện pháp để bảo vệ tôi, đồng thời xử lý kịp thời những hành vi đe dọa giết người, nguy cơ xâm hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, lợi ích hợp pháp của tôi, người tố giác tội phạm đối với bà Nguyễn Phương Hằng và bảo vệ gia đình tôi trong thời gian sắp tới. Đơn bà Hàn Ni thể hiện